Một nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ đề nghị Hoa Kỳ và Ấn Độ tiến hành các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông. Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ngày 25 tháng 2 tuyên bố, hai nước Mỹ-Ấn nên cân nhắc tới hợp tác hàng hải như diễn tập chung, đào tạo tìm kiếm cứu nạn, cùng tất cả những hoạt động giúp cải thiện quan hệ quân sự đôi bên. Ông McCain thừa nhận cần phải dọn đường trước khi loan báo kế hoạch, nhưng đã tới lúc phải công bố là đôi bên đang tính tới chuyện này. Cùng ngày 25 tháng 2, Ấn kêu gọi các bên tránh hành động đơn phương ở Biển Đông gây ra căng thẳng khu vực khi bình luận về hoạt động gây dựng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong tuần, chính phủ Ấn đã thông báo cho Quốc hội kế hoạch thiết lập trạm vệ tinh theo dõi tiếp nhận dữ liệu và cơ sở xử lý dữ liệu cho các nước Đông Nam Á đặt tại Việt Nam, giúp cho ASEAN tăng cường khả năng trước thái độ gây hấn ngày càng quyết liệt của Trung Quốc ở Biển Đông.